VinFast vừa bất ngờ điều chỉnh giá bán các mẫu xe điện của thương hiệu lên từ 11 đến 12 triệu đồng. Nguyên nhân xuất phát từ việc thay đổi bộ sạc công suất cao hơn, từ 74kW hoặc 11kW, thay cho bộ sạc 22kW trước kia. Cụ thể, theo mức điều chỉnh mới, các mẫu xe VF E34, VF5, VF6 và VF7 bản base sẽ tăng giá 11 triệu đồng, đi kèm là bộ sạc 74kW. Các mẫu VF8, VF9 và VF7 Plus sẽ tăng giá 12 triệu đồng do bán kèm sạc 11kV kép. Khác với bộ sạc 22kV kép đi kèm trước đây, bộ sạc 74kV kép và 11kV kép là loại sạc treo tường cố định. Theo Vinfast, việc trang bị bộ sạc tại nhà công suất cao hơn giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian mỗi lần sạc. Trước đó, trên trang chủ của Vinfast, giá bán của một số mẫu ô tô điện đã được điều chỉnh tăng nhẹ. Vinfast VF5 Plus hiện được niêm yết ở mức 479 triệu đồng chưa kèm pin và 559 triệu đồng, mua pin, tiếp tục là mẫu xe có giá bán hấp dẫn nhất của thương hiệu Việt. VinFast VF e34 cũng được điều chỉnh giá bán lên 721 triệu đồng không kèm pin và 841 triệu đồng mua pin. VinFast VF6 đang có giá dao động từ 686, 776 triệu đồng nếu thuê pin và 776, 866 triệu đồng nếu mua pin. Với VinFast VF7, giá niêm yết mới tăng từ 11 12 triệu đồng, tùy từng phiên bản và hình thức. Thời điểm này, giá không kèm pin của VF7 trong khoảng từ 861, 1036 triệu đồng và giá kèm pin từ 1010, 1236 triệu đồng. Riêng mẫu SUV VF8 phiên bản pin CATL đặc biệt tăng giá tới 12,5 triệu đồng. Hiện, giá chưa kèm pin của VF8 phiên bản pin CATL dao động từ 1.157, 1.346 triệu đồng. Giá bán kèm pin của xe là từ 1.367 1.556 triệu đồng. VF8 phiên bản pin SDI vẫn giữ nguyên giá bán. Giá chưa kèm pin của phiên bản này dao động từ 1.090 1.270 triệu đồng, trong khi giá kèm pin từ 1.291 1.470 triệu đồng. VF9 là mẫu xe điện duy nhất không tăng giá của hãng. Giá của VF9 đang dao động từ 1.491. 2.292 triệu đồng, tùy phiên bản và hình thức sở hữu. Ở thời điểm hiện tại tháng 3 năm 2024, khi thị trường ô tô Việt đang bước vào giai đoạn xả hơi, nhiều thương hiệu và doanh nghiệp đang tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ để phù hợp với nhu cầu thực tế và tình hình sản xuất kinh doanh. Trong khi đa phần các doanh nghiệp và đại lý tiến hành triển khai các chương trình ưu đãi từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng, một số doanh nghiệp lại âm thầm tăng giá nhưng không đáng kể. Đơn cử, Volkswagen Vilaran và Terramontic tăng giá 20 triệu đồng từ ngày 6 tháng 3, nhưng chỉ áp dụng cho một số tùy chọn màu sơn. Ở chiều ngược lại, các đại lý của Mercedes-Benz tại Việt Nam đang tiến hành chương trình giảm giá hàng loạt đối với nhiều mẫu xe, trong đó đặc biệt là các mẫu xe tồn kho, được sản xuất từ năm 2022 sẽ có ước ưu đãi cao hơn cả. 15 phiên bản thuộc các dòng xe C-Class, E-Class, GLA, GLB. GLE và V-Class đang có mức giảm từ 210 triệu đồng đến hơn 700 triệu đồng. Giữa làng sóng tăng giảm trên, giá xe VinFast hầu như không có biến động nhiều. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn chờ đợi có những ưu đãi riêng trong thời gian tới. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.